Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Việt Nam, ngày rằm tháng 7 lễ Vu Lan là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất, thể hiện tấm lòng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Bởi vậy trong ngày này, ngoài việc cúng tế tại gia, người dân thường đi lễ chùa vào ngày rằm tháng 7. Vậy đi chùa rằm tháng 7 cầu gì? Cách sắm lễ khi đi lễ chùa rằm tháng 7 ra sao? Văn khấn rằm tháng 7 tại chùa như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong video ngay sau đây. Rằm tháng 7, một trong ba ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Nguyên đạo giáo cho rằng có ba vị thần coi sóc mọi việc trên trời, dưới đất và trong nước, đó là ba vị thiên quan, địa quan và thủy quan, tức tam quan. Mỗi năm, tam quan hội họp vào ba ngày rằm tháng Giêng, tháng 7 và tháng Chạp để xem xét, định luận công tội của thần tiên, loài người và các loài trong ba cõi. Đây là ba ngày rằm có ý nghĩa lớn. Tam nguyên. Rằm tháng Giêng gọi tiết thượng nguyên là lễ tế thiên quan. Rằm tháng 7 là tiết trung nguyên tế địa quan. Và rằm tháng Chạp là tiết hạ nguyên tế thủy quan. Tiết ở đây là lễ tiết, khác với 24 tiết khí trong năm. 15 tháng 7 gọi là tiết trung nguyên. Tiết trung nguyên thuở xưa còn là lễ hội mừng thu hoạch. Vào ngày này, người dân Á Đông cúng tế thịnh soạn để cầu tam quan ban phước. Và theo tục lệ của cư dân Bách Việt thì thu hoạch được gì mới đều cúng và tế lễ tổ tiên trước. Tháng 7 có phải là tháng cô hồn? Xuyên suốt thời cổ đại, tiết tháng 7 mưa dầm sủi sụt, tuy vậy lại là tháng hội hè, cưới gả, cùng ngày vợ chồng ông Ngâu bà Ngâu trùng phùng, lễ báo hiếu kiêm cầu phước. Cho đến đầu triều Minh, khoảng niên hiệu Hồng Võ 1368 tới 1399 đời Chu Nguyên Chương, một số ít thầy pháp, thầy bùa, thầy cúng, thậm chí cả số ít thầy chùa giả sư tăng cũng lộng hành khắp chốn hương thôn. Lúc này, một cổ tục của vùng Mân Nam, tên gọi khác của tỉnh Phúc Kiến, được loan truyền. Nguyên người Xà, một trong bộ tộc Bách Việt, Mân Việt, theo người Tàu gọi là Xà tộc, một trong 19 sắc tộc lớn của đại lục. Người Xà nổi tiếng về y thuật, tin rằng vào tháng 7, cửa địa ngục mở ra từ mùng 2 đến rằm cho các cô hồn ngạ quỷ lên dương thế kiếm ăn. Khoảng thời gian này gọi quỷ tiết. Đa số người Mân Việt có tục không cưới gả, xây cất hoặc đi xa trong những ngày nói trên. Theo người Mân Nam của Lâm Tái Phục, Tam Dân Thư Cục xuất bản năm 1984, các thầy bà, sư sãi, đạo sĩ lại vẽ rắn thêm chân, phóng đại thêm thắt đủ điều kiêng kỵ để moi tiền tín chủ nhẹ dạ. Do không giải thích được những hiện tượng tự nhiên nên người xưa đã gán chúng cho các thế lực vô hình, tự mình tạo ra các lễ cho thánh thần thôi chưa đủ, còn tạo thêm ma quỷ để phụng thờ và khiếp sợ. Vì sợ hãi nên tôn thờ càng run sợ siêu nhiên. Đây cũng là lý do vì sao tháng 7 còn có tên gọi khác là tháng cô hồn. Tháng 7, tiết Vu Lan báo hiếu. Rằm tháng 7 cũng liên quan đến một quyển kinh khác là Vu Lan Bồn, phiên âm từ tiếng Phạn, Ulambana. Vu Lan có nghĩa là treo ngược lên, bồn là pháp khí dùng để cứu độ. Vu Lan Bồn nghĩa là pháp khí dùng để cứu độ kẻ bị cực hình treo ngược. Theo kinh Vu Lan, Mục Kiến Liên tôn giả muốn cứu độ cha mẹ để báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục, bèn dùng huệ nhãn quán chiếu thì thấy mẹ mình là Thanh Đề đang phải đọa địa ngục. Bà không có thức ăn nước uống, chỉ còn da bọc xương. Mục Liên đau xót, bưng bát cơm đầy xuống dâng, nhưng Thanh Đề chưa kịp cho vào miệng thì bát cơm đã hóa thành than hồng. Mục Liên vội quay về thuật lại với Phật. Thích Ca vì cảm tấm lòng hiếu thảo của Mục Kiến Liên mới giảng Vu Lan, bày cho phép cứu tế mượn thần lực mười phương chư tăng để giúp Mục Liên cứu độ mẹ mình. Nhân ngày các nhà sư vừa dứt mùa an cư, tháng 9, thì dâng phẩm vật lên cho các ngài, đặng nhờ thần lực chư tăng mười phương giúp siêu độ vong linh nơi địa ngục. Các tăng được Phật dạy là trước khi thọ thực, phải nhiếp tâm định ý, gửi chú nguyện cứu độ vong linh rồi mới tiếp nhận phẩm vật. Thần lực của mười phương chư tăng nhờ vậy hội tụ đã cứu mẹ Mục Liên được thoát địa ngục để về nơi tịnh độ. Bên cạnh đó, công ơn cha mẹ tổ tiên quá to lớn khiến người ta cảm thấy mình hèn mọn, khó lòng đền đáp. Thêm vào đó là nhịp sống hối hả của văn minh cứ cuồn cuộn khiến con người hiếm khi có dịp được bộc lộ tình cảm một cách cụ thể.
Mãi khi cha mẹ đã khuất núi, người ta mới giật mình tưởng nhớ tới thâm tình cốt nhục thì đã muộn. Cảm giác tự cho mình bất hiếu này càng dày vò, người ta càng cúng tế rình rang để vừa mong chuộc lỗi, vừa để làm gương với con cháu của mình. Đây cũng là truyền thống tế bái tổ tiên của dân Bách Việt. Với người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất, thể hiện tấm lòng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thực ra, từ cô hồn xuất hiện lâu lắm rồi, người ta cho rằng vào tháng 7, âm khí dưới đất bốc mạnh lên trên cao và suy luận những âm khí này chính là vong hồn người âm đã khuất. Do đó, dân gian quan niệm rằng rằm tháng 7 là ngày mở cửa địa ngục, các linh hồn sẽ từ đó thoát ra. Mở rộng ra, khái niệm vong hồn ở đây không chỉ là con người nữa mà gồm tất cả các loại chúng sinh. Chúng ta sẽ thấy rằm tháng 7 cũng là ngày người sống dành cho người đã khuất. Thậm chí không chỉ vong hồn con người mà còn là vong hồn mọi chúng sinh tồn tại trên thế gian này. Tháng cô hồn có thể hiểu theo cách, nếu những gia đình có ông bà tổ tiên, gia phả rõ ràng thì dễ cúng bái thờ tự. Nhưng những biến đổi xã hội dẫn đến chuyện có nhiều trường hợp, người mất không có ai cúng tế, không biết tên tuổi, địa chỉ, ngày mất, nên con người dành ra một ngày để tưởng nhớ về họ, cúng tế, phóng sinh và giải thoát cho người âm. Dựa vào tích ấy, vào ngày rằm tháng 7, các chùa đều làm lễ chay chạy đàn, phá ngục cho các tội nhân. Nhà nhà cũng theo đó thành kính làm lễ vì tin rằng ngày đó dưới âm vong nhân xá tội cho những người quá cố. Noi gương hiếu thuận của Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng 7 trở thành ngày Tết Vu Lan, con cái báo ân cha mẹ. Đi chùa rằm tháng 7 cầu gì? Thông thường, thành tâm đi lễ chùa vào thời điểm nào, tháng nào cũng tốt. Tuy nhiên, tháng 7 bạn nên đến chùa nhiều hơn để cầu xin sức khỏe, cầu siêu, mong một tháng bình yên và có được sự may mắn hơn cho mình. Sau khi thực hiện các lễ cúng Vu Lan, cúng cô hồn tại nhà, trong rằm tháng 7, nhiều gia đình thường đi lễ chùa để cầu bình an, cầu sức khỏe và cầu siêu cho những người đã khuất. Sắm lễ vật cầu siêu rằm tháng 7. Tại chùa, cứ đến rằm tháng 7 thì mọi người sắm sửa lễ vật đến cầu siêu cho ông bà, cha mẹ hay những người đã khuất, thậm chí có cả cô hồn. Khi sắm lễ hoặc đổ mã đi chùa, bạn nên hỏi ý kiến các vị sư tăng để biết quy định của nhà chùa và đàn lễ còn thiếu gì để mua thêm. Ngoài ra, còn có lễ vật cúng chúng sinh, cháo lá đa, bánh đa, ngô, khoai. Tất cả dâng đặt ở bàn thờ Đức Thánh, chứ không đặt ở bàn thờ khác hay bàn chính điện. Riêng với các trường hợp bán khoán hay làm lễ cầu siêu thì tuyệt đối phải sắm lễ theo chỉ dẫn cụ thể của vị tăng trụ tại chùa. Văn khấn cầu siêu cho gia tiên rằm tháng 7 tại chùa. Bên cạnh việc đi chùa, hãy phát nguyện làm lành tránh dữ, giúp đỡ cô nhi quả phụ, cứu trợ tế bần, kính hiếu cha mẹ, tu tâm dưỡng tính để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu sanh tịnh độ, gia chung bình an sức khỏe. Văn khấn như sau: Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Xin kính thành nguyện Phật pháp tăng trong 10 phương, Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Đức Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Từ Bi gia hộ. Hôm nay, ngày, tháng, năm, đệ tử chúng con là: Xin thành tâm xưng niệm hồng danh chư Phật Bồ Tát, Thanh Văn và chư thiện hộ pháp, Từ Bi gia hộ tiếp độ hương linh, mệnh vong ngày, tháng, năm, an táng tại. Đệ tử con vì nhiều lầm lỡ, gây tạo nhiều tội lỗi nghiệp chướng, phiền não nặng nề, ngày nay xin một lòng sám hối tụng niệm kinh chú, cầu mong đệ tử tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, phước thọ tăng long. Chúng con hồi hướng công đức này, nguyện cầu cửu huyền thất tổ cha mẹ bảy đời, quá vãng được siêu sanh tịnh độ, cùng pháp giới chúng sanh đồng hành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện vái xong đứng dậy, đọc bài tán thán và đảnh lễ. Những bài văn khấn, tán thán, quán tưởng, an lạc từ tâm xin được để ở phần bình luận video để các bạn tiện theo dõi. Về mặt văn hóa, tháng cô hồn cũng mang nét nhân văn lớn. Khái niệm cô hồn không mang ý nghĩa xấu, đáng sợ,
Với những gì các cao tăng và các thầy, các nhà nghiên cứu văn hóa có uy tín đã lý giải, chuyện kiêng kỵ tháng 7 âm lịch vẫn chỉ là thói quen hay tâm lý mà thôi. Phật Thích Ca khi xưa giảng Vu Lan Bổn tháng 8 để mượn nhờ thần lực uy nghi của Mười Phương Đại Đức Phổ Độ đến vong linh nơi địa ngục. Ngài có ngờ đâu, giao thoa với văn hóa Á Đông ngày nay, sự tình lại thêm thắt, thành ra vong linh dưới địa ngục trồi lên dạo chơi, phá quấy dương thế. Nếu thực sự những kiêng kỵ trong tháng 7 là phong tục tâm linh của dân tộc, thì đây là tâm linh có nét tưởng nhớ người đã khuất, chứ không phải hù ma nhát quỷ để khủng bố tinh thần người ta. Chút bỏ được nỗi khiếp sợ ma quỷ vu vơ đó đi, người ta sẽ có một tháng 7 tích cực, lạc quan trên trần thế nhiệm màu.